Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Em Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn và anh em đây là cao su tăm bông ngậm sóc của dòng xe Mitsubishi Xpander Cross và dòng xe Mitsubishi X-Focus vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam hiện nay. Thì đúng là chất liệu được làm bằng cao su và nó giảm chấn ở cái giảm sóc, ti giảm sóc các bạn nó sẽ nhét vào đây. Đấy thì nó sẽ đây là cái phần ti giảm sóc thì nó là cao su tăm bông, có anh em gọi đa phần gọi là cao su tăm bông giảm sóc sau. Thì trong giảm sóc của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đấy thì trong quá trình dòng xe Mitsubishi thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe một thời gian trên đường thì cao su nó bị hỏng. Điều đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì cách phân biệt hàng xịn hàng rẻ thì các bạn nhìn hàng xịn, hàng xịn nó chữ đầu OK này. Đấy, OK. Đấy, cách phân biệt hàng xịn hàng rẻ nhá. Thì đấy thì anh em xem thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.